Bài kệ thứ 10 của Đệ Tam Năng Biến. Thị chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ giai vô, cố nhất thiết duy thức. Một, thị chư thức chuyển biến. Thị là như vậy, chư thức là các thức, sáu thức trước. Chuyển biến nghĩa là thay đổi và biến hết đợt sóng này qua đợt sóng kia. Cũng như dòng ý thức, tâm thức của mình chuyển biến, khi nghĩ thiện, khi nghĩ ác, khi nghĩ vô ký, khi cực ác, khi cực thiện. Lúc nghĩ rằng mình nghe pháp tín tu, mà tại sao không lo tu, cứ mê muội hoài, tức là nghĩ thiện. Nếu chọn cuộc đời mà luôn luôn nghĩ được như vậy là tốt lắm. Đằng này khổ quá, được một đổi là có niệm bất thiện, mà hễ nghĩ ác nhiều thì như thế nào? Cho nên câu đầu dịch là thị như thế đó. Chư thức là chuyển biến, chỉ cho sáu thức trước, thường thường chuyển biến. Chữ chuyển này hay vô cùng, nghĩa là nó không mất được, nó chỉ chuyển cũng cái ý thức đó mà thôi. Ý thức đó chuyển qua con đường lành, cũng con người đó thôi, bây giờ chuyển qua con đường ác, cho nên có câu khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm là như thế. Vì vậy cho nên mình phải gần gũi bạn lành. Một mình nếu không đủ sức thì cần phải nghe pháp, cần phải đi chùa, cần phải tụng kinh, ngồi thiền. Khi nào làm việc mệt nhọc, thấy không thăng bằng thì vô ngồi thiền để nhập được diệt tận định, để khỏi có ý thức cho khỏe. Nên nhớ, đại định là phần chấn định rồi, còn diệt tận định mới chỉ diệt được sáu thức trước thôi, chưa cao. Đại định là đã chuyển hết thức thứ bảy và thức thứ tám. Người đó chỉ còn định, chứ không có thức nữa. Diệt tận định là mới diệt được sáu thức trước, hoặc mạnh nhất cũng chỉ là mới diệt được ý thức thôi. Như vậy đó, các thức luôn luôn chuyển biến. Thì các chuyển biến này có khi nó phân biệt và sở phân biệt. Phân biệt đây là chỉ cho năng phân biệt. Năng phân biệt là năm thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thức bên trong và sở phân biệt là bao nhiêu sự việc ở bên ngoài. Nên mỗi thức, mỗi tâm sở và mỗi tâm vương đều có bốn tướng liên hệ. Bốn phần, chẳng hạn như kiến phần là năng phân biệt. Kiến Phật là khi mắt thấy thì ý thức xen vô đó, phân biệt, đó là năng phân biệt. Cảnh vật mà mình thấy, đó là sở phân biệt. Đó là sự được phân biệt và bị phân biệt. Như cho đây là hoa mai giả, là bị phân biệt, đó là tướng phần.
Còn mắt mình thấy biết đây là cây hoa mai giả, là năng phân biệt hay kiến phần. Tóm lại là tất cả tâm của mình như là tám thức tâm vương hay là tâm sở. Mỗi thứ đều có bốn phần hết. Một là kiến phần, tức là cái thấy. Cái phần thấy, năng phân biệt. Hai là tướng phần, tức là sở phân biệt, cái mà bị phân biệt. Ba, tự chứng phần. Tự chứng phần là chỉ cho cái phần ở trong cái thể, ở trong nó tự chứng minh. Người ta gọi kiến phần và tướng phần là dụng, mà hai cái sau là tự chứng phần, và chứng tự chứng phần là thể. Cái kiến cũng nằm trong cái dụng. Con mắt là kiến phần, là phần thấy, nhưng công dụng của nó thuộc về tâm. 4. Chứng tự chứng phần. Chứng minh cho tự chứng phần là cái bản thể của tâm. Không có phần thứ 5, bởi vì chứng tự chứng phần này, nó chứng minh cho tự chứng phần. Không cần cái thứ 5 làm chi. Mỗi một việc gì trên thế gian này, khi có hình tướng, đối tâm linh, đối với tâm thức thì đều có bốn phần. Phải học những danh từ này cho kỹ thì mới hiểu nổi. Hiểu được rồi thì trong cuộc đời kể như mãn nguyện. Nhưng khi chưa hiểu được điều này thì còn rắc rối lắm. Hiểu được cái này rồi thì ai nói gì thì nói, ai trách cái gì đó thì trách. Nhưng phải hiểu trước đã. Học đạo để được rõ thông các pháp thế gian này, bởi vì Phật Pháp bao trùm tất cả các pháp thế gian. Tóm lại, cho quý vị thấy bốn phần này ở trong tám thức tâm vương, từ nhãn thức cho đến a lại giai thức. Mỗi cái này đều có bốn phần cho đến nỗi các tâm sở, từ thiện, tâm sở, căn bản phiền não tâm sở. Tùy phiền não tâm sở, biến hành tâm sở, biệt cảnh tâm sở, tất cả mỗi thức đều mang bốn phần này hết, đó là kiến phần, tướng phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Kiến phần là phần năng phân biệt, tướng phần là sở năng biệt, tức là những cái cảnh vật bị mình phân biệt. Cái bàn này nó chỉ là cái bàn thôi. Nhưng người Việt nói khác, người Anh nói danh từ khác, người Pháp dùng danh từ khác. Mỗi nước cho cái bàn một cái tên khác nhau, tại sự cô đọng cho nó là cái bàn, chứ sự thể nó là tự thể thôi. Tự chứng phần là phần nó chứng minh cho kiến phần và tướng phần. Còn chứng tự chứng phần thì chứng minh lại cho tự chứng phần là đúng, cho nên nó không có phần thứ 5. Thí dụ như bây giờ, anh A và anh B hùn nhau mở một công ty, anh A ra tiền, anh B không có tiền, mà ra công thì đó là tướng phần. Hai người đồng thuận làm một tờ hợp đồng, trong đó kẻ có công, người có của, sau này lời lại phải chia đồng. Tờ hợp đồng là tự chứng phần. Vì đó là sự thật chứ phải vậy không? Mai kia một nọ xích mích nhau, tiền thì anh A bỏ ra mà anh B cứ ngủ hoài, thua lỗ cho nên bực bội. Chuyện xảy ra đi tới pháp luật, mà pháp luật muốn xử việc này thì phải căn cứ vào đâu? Phải căn cứ vào tự chứng phần, tức là tờ hợp đồng. Pháp luật đứng ra xử, đây chỉ là thí dụ cho rõ thôi, đó là chứng tự chứng phần. Vì thế không cần có phần thứ 5 nữa. Dòng tâm lý của mình từ thấp lên cao, từ nhãn thức cho đến a lại giá thức, từ một tâm khởi nhỏ đều nằm trong bốn phần này. 2. Phân biệt sở phân biệt. Theo như câu thứ nhì nói, thì luôn luôn cái nào nó cũng có phân biệt và sở phân biệt. Hay ví dụ cho quý vị một điểm nữa trong duy thức học,
bốn thời này để quý vị nương hai ví dụ trên mà hiểu biết. Hồi quý vị ở Việt Nam, có biết con ốc hương? Trong Duy Thức, Ngài Đường Đại Viên dùng cái đầu và cái mình của con ốc hương để ví dụ cho tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Cái thể của con ốc là như thế. Còn hai cái vòi của nó có khi lòi ra, có khi thụt vô, cắt của nó như vậy, thì Ngài ví dụ đó là kiến phần và tướng phần. Kiến phần là chỉ cái hình tướng, khi thì nó động, khi thì nó tĩnh, có khi nó đưa ra, có khi nó thụt vào, vân vân. Do đó cho nên Ngài đem con ốc hương thí dụ cho bốn phần. Nhưng cái ý mà Ngài muốn nói là đầu và thân con ốc hương là cái thể, còn hai cái vòi là nói về cái dụng, cái diệu dụng, cái công dụng của nó. Ý Ngài muốn nói về thể và dụng chứ không phải nói việc khác. Thí dụ này mới chỉ cho rõ, cho tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Trong Duy Thức gọi cái đó là thể của con người, thể của tất cả cái thuộc về tâm linh. Còn phần dụng là kiến phần và tướng phần. Dụng là diệu dụng, nếu có tu thì gọi là diệu dụng, còn nếu không tu thì gọi là công dụng. Cái khả năng phân biệt cả cái kiến phần, tướng dụng hay là thể, phân biệt sở phân biệt là tất cả cái phần kiến tướng dụng hay là thể. 3. Do thử bỉ giai vô, thử đây năng phân biệt, bỉ là kia, bị phân biệt như cỏ cây đất liền, nhân vật, cái gì bên ngoài mà mình có thể đặt cho một cái tên là bỉ. Giai nghĩa là đều. Tóm lại, Ngài nói rằng, dầu cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, cho đến thức mạt na, và a lại ra đi nữa, nó cũng là giả danh, giả tướng, tổ hợp lại mà thành. Đúng ra là nó không có cái gì thật hết. Còn bỉ là chỉ cho cảnh vật bên ngoài, dù núi sông, nhà cửa, ruộng vườn, cuối cùng nó cũng đều là thất thoát, là mất, là không. Vì nó chỉ là giả mà thôi. Do giả thuyết ngã pháp, hữu trùng trùng tướng chuyển, bị ý thức sở biến, thử năng biến vi tam. Bài kệ trên Ngài dạy rằng, tất cả cái gì ở cuộc đời do giả nên nói có ngã, có pháp. Chính cái ngã này cũng giả nữa, nhưng khi được tạo ra thì nó trở thành nhãn thức, nhĩ tỷ thiệt thân ý, mạt na và a lại ra thức cũng đều là giả. Nhưng có cái gì có thể là thiệt? Cái mà chuyển được tâm linh của tám thức, đó mới là thật. Cái mà người ta gọi là chân tâm hay là bản tánh sáng suốt, đó mới là thật. Còn ngoài ra, tất cả những cái gì dầu cho đến thức A lại ra mà hiện giờ mình học đây cũng là giả. Một ngày nào đó, nó phải chuyển đổi, cũng không còn. Khi mà mình tiến lên được quả vị rồi, thì nó không còn là A lại ra nữa. Quý vị thấy không, mới có lên tới cõi trời vô tưởng thôi mà nó đã không còn có sáu thức trước. Mới có nhập được diệt tận định là không có sáu thức trước. Lên từng nữa thì mạt na thức và a lại ra thức cũng không có luôn. Do đó xin nói thẳng với quý vị như thế này. Chúng ta đều sống trong một cái cảnh giả có, mà người đời cứ cho cảnh đó là thật, cho nên tha hồ tạo nghiệp. Cuối cùng rồi cái giả này chồng chất lên cái giả kia. Cứ như thế, cho đó từ đời vô thủy đến bây giờ, biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Bây giờ gặp được Phật Pháp, còn không tinh tiến tu lên được, là bởi vì si mê nhiều quá rồi, dày quá rồi.
phải chi mê chừng 5-3 kiếp thôi thì còn dễ, đằng này đã đời đời kiếp kiếp rồi, cho nên bây giờ phải chịu khó sửa lần, gọt lần lần, mỗi ngày một chút. Chính cái điểm đó là điểm mình phải ý thức, vì mình đang sống trong cảnh giả, mà cứ nhận giặc làm con, nhận giả làm thật, tạo không biết bao nhiêu là nghiệp, mà mỗi lần mình tạo là nó đúc kết vô, chứ đâu phải mình tạo rồi, nó để mình yên đâu, hễ đúc kết là thành nghiệp. Nhưng rất may cho chúng ta là nghiệp không có chủ tể của riêng nó, và chính nhờ cái không chủ tể của riêng nó nên mình mới tu được. Nếu nghiệp có chủ tể của chính nó, nghiệp mà có thật, nghiệp làm chủ động được, thì chúng ta không tu được. Nghiệp được ví như một áng mây đen, khi có luồng gió mặn thổi qua là kéo mây đen đi, đến lúc đó mặt trời chân tâm mới ló dạng ra được. Cũng như thế, nghiệp thì mình có thể chuyển do sử dụng động lực trí tuệ, mà trí tuệ phải do mình nỗ lực tìm kiếm, un đúc mới có. Còn bây giờ suốt cả ngày không thấy mặt trời mà chỉ có thấy mây mù giăng phủ là vì mình chưa đủ năng lực trí tuệ. Do mình còn có nhiều si mê, chưa tìm được mặt trời chân tâm, chưa đủ khả năng để tiếp đón mặt trời trí tuệ. Học duy thức là để khám phá ra cho biết, để trực tâm thị đạo tràng, để tiến tu đạo nghiệp, chứ không có gì lạ hết. Do đó mà nói đây là năng phân biệt, kia tức là sở phân biệt, cuối cùng đều không có gì hết, chỉ là chiến trường tạo nghiệp, ra đây để tạo nghiệp, tạo những nghiệp ghét đã đành mà còn tạo những nghiệp thương nữa. Thương cũng là cái nghiệp. Suy nghĩ rốt ráo, muốn đi tu cho xong, nhưng khi vô tu rồi cũng chưa được đổi được. Người thì thương, kẻ thì ghét, người thì tôn trọng hơn một chút, người thì ít tôn trọng. Thương thì nói hay, nói tốt, ghét thì nói xấu, nói khinh. Nếu không giữ được vững tâm là còn tạo nghiệp thêm nữa. Nói cho đúng ra, khi vừa tỉnh là phải ráng làm sao ngồi dậy. Chứ nếu mới ngồi dậy được, rồi lại đắp mền nằm nữa là hỏng việc. Khi dậy rồi là phải lo súc miệng rửa mặt để công phu. Còn nặng nề quá thì phải đi tắm rửa liền cho tỉnh, cho nhẹ. Còn có người mới thấy ra khỏi cửa là trốn vô ngủ nữa. Tới giờ thiền không thấy đâu, cho người chỉ kêu tới 3-4 lần cũng còn như nhựa. Như vậy ai chịu cho nổi? Vô trong chùa thiện hữu tri thức, có nhắc cũng nhất, quá tam thôi. Cho nên khổ lắm không phải là thường đâu. 4. Cố nhất thiết duy thức. Cố, vì thế cho nên, nhất thiết là tất cả sự vật, duy thức do thức mà biến. Gọi là vạn pháp duy thức là như vậy đó. Vạn là muôn, pháp là sự vật, muôn sự muôn vật ở giữa này. Đều do nơi thức chuyển biến. Biến ở đây không phải giống như mình hiểu là tự nhiên không có rồi biến ra có đâu. Biến ở đây là chuyển biến. Chuyển biến là như thế nào? Tánh tình của người nào đó mình thấy không được tốt, nhưng qua một thời gian thấy người đó tốt hơn, khá hơn, đó là chuyển biến. Nay một chút, mai một chút, cho đến 3 tháng về sau, người đó trở thành một người khác so với 3 tháng về trước. Vì thế, thường ngôn thế gian cũng có câu là, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tóm lại bài tụng thứ 10 của Đệ Tam Năng Giới là, các thức từ nhãn thức cho đến ý thức là thức thứ 6, luôn luôn có chuyển biến. Một mặt nó là năng phân biệt, một mặt thì nó là sở phân biệt. Sở phân biệt là sao? Xin quý vị nhớ cho điểm này, là cái sâu sắc trong duy thức học. Những sự vật mà mình thấy ở bên ngoài, tưởng đâu là nó xa với mình, xa với năng phân biệt. Thưa quý vị, nó không có xa đâu, nó gần lắm. Cũng như nói, núi, sông, đất liền, cỏ, cây, muôn vật.
Khi mình chưa biết đạo, thế như là khác với mình, bởi vì núi sông đất liền đâu phải là mình. Ai cũng tưởng như vậy hết. Nhưng quý vị nên nhớ, khi giác ngộ rồi, thì tất cả những sự vật ở bên ngoài đều liên quan mật thiết với mình, và nó được coi như là sở hữu của mình. Mình là sở hữu chủ vạn năng, còn nó là sở năng. Do đó cho nên có câu, sẵn đây tôi giảng cho quý vị rõ luôn: tình dữ vô tình đồng viên cảnh trí, hay là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Nghĩa là loài hữu tình cùng loài vô tình đều đồng thành Phật đạo hết. Vô tình là sao? Là loài không có tình thức, như cái bàn, đỉnh bông, cái bảng, vân vân. Rồi làm sao những cái đó thành Phật được? Nói vậy có ai nghe được không? Có người nói, chỉ có điên khùng mà nói như vậy. Tình giữ vô tình ra cộng thành Phật đạo. Có nghĩa là loài hữu tình là mình đây, vì mình có tình thức cùng với loài vô tình. Nhưng thật nó là như vậy, chứ không phải khùng điên đâu, mà phải học khá một chút mới hiểu được. Nghĩa của câu đó là nếu mình không học đạo khá thì dù cho có tụng hoài cũng không hiểu nổi. Tình là kiến năng, loài có tình thức gọi là tình. Giữ là cùng. Vô tình, loài không có tình thức như cây cỏ, cái bàn, cái bình vân vân. Giai là tùy. Phật là sáng suốt, giác ngộ. Đạo là chân lý, con đường. Cũng như câu vạn pháp duy thức, vì tất cả muôn sự, muôn vật ở đời này đều do thức chuyển biến. Cũng như vậy, khi chúng ta mê, ai cũng cho là tất cả nhà, cửa, ruộng vườn đều là thật. Có ai cho đó là giả đâu. Nếu cho đó là giả thì chỉ có những vị nhất tâm nhất trí mới cho là giả. Nhưng sự thật đó là giả chứ không phải là thật. Hữu tình là những vật có tình thức như mình biết niệm Phật, biết ăn chay. Của loài vô tình là cỏ, cây, sắt đá. Như lúc nãy tôi đã nói, tất cả những cái gì hiện hữu ở bên ngoài nó cũng không khác với cái năng phân biệt của mình. Trong cái sở phân biệt và cái năng phân biệt chỉ là một mà thôi. Cho nên tôi nói năng phân biệt với sở phân biệt là một. Năng sở là một mà tự chứng phần, và chứng tự chứng phần là thể. Tới đây là khó rồi, quý vị phải ý thức cho rõ. Trở lại câu trong kinh thường tụng là như thế này: vì mình còn mê cho nên tất cả cảnh vật mình cho nó là thật. Vì cho là thật nên đối với mình hình như có sự năng và sở phân biệt khác nhau. Nhưng Đức Phật hay các vị thánh nhân đã nói rằng tất cả những cảnh vật bên ngoài với tâm chúng ta chỉ là một thôi. Một là cái là năng, một cái là sở, mà chia ra chứ sự thật nó không có năng, sở phân biệt. Khi còn mê thì mình thấy giống như có hai, nhưng khi học đạo biết tu niệm thì lần lần hiểu nó chỉ có một mà thôi. Khi đã là một trong lúc mình giác ngộ, thì tất cả những cảnh vật đó mình đã hiểu quá đi. Đối với mình không còn cảnh thật nữa, nó chỉ là những cảnh bông sung cho chúng ta, cho chúng sanh có đồng nghiệp tạo nó ra, chứ không phải là biệt nghiệp. Sở dĩ mà nói loài hữu tình và vô tình đều đồng thành Phật đạo là đối với những bậc giác ngộ, bậc đã thức tỉnh rồi mới có câu này được. Vì đó là chân lý chứ không phải thường tình. Còn đối với người mê thì chưa, bởi vì người còn mê thì hữu tình chấp với vô tình. Vì vậy cho nên người ta nói loài vô tình không thể thành Phật. Loài có tình thức như mình đây, còn tu bao nhiêu kiếp mà chưa thành Phật được, thì làm sao loài vô tình thành Phật được? Bây giờ tôi đưa ra một thí dụ cho quý vị thấy. Chúng ta ai cũng có chiêm bao. Đây chỉ đưa ra thí dụ thôi. Còn chiêm bao mà có thật hay không, thật giả hay không là chuyện khác. Đây chỉ nói ví dụ như giấc chiêm bao để giảng câu tình dữ vô tình giai thành Phật đạo. Khi chúng ta đang ở trong chiêm bao gọi là mộng trung ý thức, có ý thức phân biệt đàng hoàng từ giấc chiêm bao nhỏ ngắn cho đến giấc chiêm bao dài. Chẳng hạn như quý vị chiêm bao thấy vô chùa, nghe pháp đàng hoàng lắm,
rồi còn nhắc tới chuyện bên Việt Nam, gặp nhau quàn tay bắt mặt mừng, cười ra tiếng cho người nằm bên cạnh nghe. Trong lúc đưa ngủ mê, cũng như vậy đó. Quý vị đó có phân biệt được sự xảy ra là giả không? Có phân biệt được đó là chiêm bao hay không? Không, đường sự đó chỉ biết sự việc đang xảy ra là thật thôi. Sáng ra người ta hỏi tại sao đêm qua chiêm bao cái gì mà cười quá vậy? Rồi mới nhớ lại là đêm qua thấy đi chùa gặp bạn, ăn uống thịnh soạn với nhau rồi cười vui vân vân. Tất cả những người thấy cảnh chiêm bao như vậy, ai cũng cho đó là thật. Nhưng khi thức giấc chiêm bao rồi, tỉnh táo đàng hoàng rồi, thời mới biết đó là cảnh giả. Bây giờ đây thế gian này là cảnh giả, như mộng huyễn bảo ẩn, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Cho nên hiện giờ mình đang mang thân này thật, xi măng cốt sắt mình cho là thật, nhưng toàn là những cái giả thứ nhì. Còn cái giả thứ nhất là trong chiêm bao, trong rất chiêm bao mà thấy cọp ruột tra tấn tù đầy rồi, vắt giò lên cổ mà chạy khổ khóc dậy rồi mà nước mắt còn chảy, mà có ai cho đó là giả? Nếu lúc đó mà biết là giả thì nói rằng tôi biết chuyện này giả, tôi không sợ đâu, thì bắt có bắt thì bắt đi, bởi tôi giỏi mà. Có ai dám nói vậy không? Không, ngàn người là sợ, là khóc cả ngàn người. Nhưng khi thức giấc rồi thì tất cả những cái cảnh chiêm bao mà quý vị cho là thật khi nãy đó không còn nữa. Không còn là không còn đối với người thức giấc chiêm bao. Tình giữ vô tình đồng thẳng Phật đạo là như vậy. Đức Phật Thích Ca đã thức giấc mộng đêm trường rồi, còn mình thì còn ngủ. Đi lại thì giỏi, tỉnh táo lắm, mà nghe tụng kinh là ngủ. Rằng đây là vì cái ý thức để biết đường mà đi, chứ toàn là thứ giả thôi. Nếu mà hiểu đạo, quý vị cứ suy nghĩ đi, không có cái gì là thật hết. Tại vì mình cứ chấp cho nó là thật, cho nên có hơn có thua, gây chuyện nọ chuyện kia, làm nô lệ cho ý thức mù quáng. Do đó cho nên sẽ có một ngày nào đây, bất cứ một ngày nào mà quý vị bừng ngộ gọi là hoát nhiên đại ngộ như Đức Phật, thì quý vị sẽ thấy ở trên thế gian này không có một thứ gì là thật hết. Đã thành Phật, như quý vị thấy đó, cũng như người thấy chiêm bao vừa rồi, bây giờ đã thức giấc, thì tất cả những cảnh chiêm bao đâu còn nữa, mà không còn nữa là trở về với thực tại. Nó đâu có cái gì, tại vì cái vọng của mình, chứ tại sao lúc đó, cảnh đó mà người khác không thấy, chỉ có mình thấy thôi. Là bởi vì những cá nhân đó từ đời trước có tiếp xúc, làm lụng, liên quan với nhau, cho nên có nghiệp duyên với nhau mới thấy. Ý của thầy muốn nói ở đây cho quý vị rõ là khi chúng ta còn mê, chúng ta cứ thấy sự vật ở cõi đời này là thật, phải vậy không? Một ngày nào chúng ta giác ngộ như những người đã thức giấc, khi tỉnh mộng rồi thì giấc chiêm bao đó không còn là thật nữa. Không còn là thật đối với người thức giấc, cũng như khi chúng ta giác ngộ rồi thì thế gian này không còn thật với ta nữa, mà chính những cái đó nó theo. Nó theo cái gì? Gọi là tùng tâm kiến khởi, tất thị giả danh. Nó toàn là danh từ giả hết. Chẳng hạn, đây là cái giảng đường. Cái gì gọi là giảng đường? Xi măng hay cốt sắt có thể gọi là giảng đường không? Hay là cái bàn, cái ghế, tấm bảng đen? Tìm cái gì đứng riêng biệt để có thể thể hiện cho cái giảng đường? Không, nó chỉ là sự tổ hợp tất cả lại mà thành, rồi ta đặt tên cho nó cái tên là giảng đường. Rồi nếu có ai lỡ nói đây là cái nhà bếp hay là cái phòng ăn là xuống nhau cãi cho bằng được. Đây chỉ là một thí dụ nho nhỏ tượng trưng, còn những việc khác cũng thế thôi. Hiểu được đạo lý rồi thì đừng có chấp, vì tất cả đều là giả tạo. Tổ hợp rồi mình đặt cho nó một cái tên vậy thôi. Cũng như vậy, bất cứ chuyện gì xảy ra, mình đều cho mình là phải, người kia là trái, nhưng người kia cũng cho họ là phải, còn đối phương là trái. Như mình đứng đây thì mình cho là mình đang ở phương Đông, người kia ở phương Tây. Còn người bên kia thì ngược lại,
cho họ đứng ở phương Đông, còn mình thì ở phương Tây. Rồi cứ như vậy mà hiểu, trồng chất từ hồi vô thủy tới bây giờ, đúc kết thành nghiệp, thành ảo mộng. Cũng chính chỉ vì những cái ảo mộng đó, cho nên chúng ta phải tu tỉnh cho đến ngày có thể phá tan được ảo mộng đó đi. Tỉnh mộng rồi thì thấy không có cái gì nữa. Tỉnh mộng rồi thì thấy không còn cái gì nữa. Để mà còn tinh túy của tâm linh đi lên. Chỉ còn tinh túy của tâm linh để đi lên. Người được như vậy là con người siêu thoát, là người tự chủ. Người được như vậy thì không còn sợ, còn tham sân luyến tử nữa. Còn bây giờ nghe nói tới chết là sợ lắm. Bây giờ xin hỏi thật, quý vị có sợ chết không? Nói thật đi, ngán lắm là tại vì mình không biết rằng chết rồi tâm linh đi đâu đây, nó mơ mơ màng màng, không biết chết rồi có nhờ được thầy cầu siêu, không biết mình làm sao đây, và tại vì mình chưa dứt được cái năng sợ, cái mộng giả kia. Gắng học để hiểu, cho đến khi nhận chân được điểm đó rồi là không sợ chết, vì nếu có cái chết đến, quý vị vẫn được tự tại. Hiện tại mình còn mê cho nên cứ tưởng cái thân này là quý lắm. Bây giờ quý vị cứ quan sát lại, Đức Phật dạy trong kinh như là tứ niệm trụ. Nếu mình quan sát thật kỹ thì khổ cho người đời lắm. Mang một cây đẩy ra hôi thối từ đầu đến chân, đi đến hết xứ này tới xứ kia. Cho nên người đã kiến tánh được hay ngộ đạo được bất cứ giờ nào, nếu có sự chết có đến là người ta sẵn sàng chấp nhận. Còn sở dĩ muốn sống là để giúp cho chúng sanh. Giải nghĩa chữ tứ niệm trụ hay tứ niệm xứ quán, tức là bốn phép quán sâu. Một là thân bất tịnh, hai là thọ thì khổ, ba là tâm vô thường, bốn là pháp vô ngã. Tu làm sao cho tới mức đó là quý vị thấy sung sướng lắm rồi. Còn cái này tu làm sao mà vô tới bàn Phật, là lạy Phật phù hộ cho con sống lâu, giàu sang vân vân. Còn vô xin thầy là cầu nguyện cho con sống lâu nữa, mà sống để làm gì đây? Nếu sống mà để mỗi ngày trong A lại ra thức, được cái hột giống lành cũng đành đi, trái lại, hột giống lành thì ít, mà hột giống cỏ cũ thì quá nhiều. Đi đầu này nói đầu kia, cho đầu này là phải, đầu kia là trái, thì tất cả toàn là chiêm bao, vô ích thôi. Cứ lo hơn thua, ông này phải, ông này nói có lý, ông này không phải, ông này vô lý, thì đó toàn là việc đời. Chuyện đời chúng ta đã khổ từ vạn kiếp tới giờ, mình hưởng thọ được cái giáo pháp của Đức Phật, lãnh được chút ít hương vị cao thâm của Phật, thì mình phải tránh những cái đó đi, ham mấy món đó làm chi nữa. Do đó cho nên câu chót của bài tụng thứ 10 của Đệ Tam Năng Biến này, có nghĩa là dầu cho năng phân biệt hay sở phân biệt cũng đều là không có cái gì, đâu chính xác là thật. Năng phân biệt là mình, sở phân biệt là cảnh bên ngoài. Thế cho nên tất cả đều do duy thức biến hiện. Quý vị thấy rõ chưa? Còn câu tình giữ vô tình đều thành Phật đạo là tâm niệm rộng lớn. Đó là bài kinh, bài kệ, bài sám của chư tổ, chẳng hạn như bài sám Từ Vân hay là những bài sám khác mà Phật cũng có dạy nữa. Đây là đứng về phương diện cầu nguyện để thức tỉnh, để nói lên sự thật, những sự thật mà chúng sanh chưa nhận chân được. Các ngài thường nói là hư không, hữu tận, ngã nguyện vô cùng, tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Hay chẳng hạn như thập nguyện hạn vương của ngài Phổ Hiền thì cũng có cái ý niệm đó. Nghĩa là cõi hư không này dù có hết, mà hư không làm sao hết được. Ngã nguyện vô cùng là lời nguyện của tôi, tức là ngài Phổ Hiền, giúp cho đời, giúp cho chúng sanh cũng sẽ không bao giờ cùng tận. Tình giữ vô tình, dầu loài hữu tình hay loài vô tình thì cũng đồng tròn giống trí. Đồng tròn giống trí là thành Phật. Lời nguyện đó hay là bài sám như vậy là để cho chúng ta thấy rằng người hay vật là một, không có hai. Tại mình chia mà nó thành hai. Có hai là có khổ. Có năng thì phải có sở. Khổ là ở chỗ đó. Nếu mình biết nó là một
thì không có khổ. Khi đã biết là một thì không có ai dám gây gổ khổ cho nhau đâu. Ngược lại, dù một chuyện gì rất nhỏ đều thấy có hai cái khác biệt nhau nên mới khổ. Khi hiểu rằng mình nói ra một lời làm khổ người khác thì mình cũng khổ nên không nói nữa. Mình làm cái gì cho người khác khổ thì cũng như mình khổ nên không dám làm. Mình nghĩ cái gì cho người khác khổ thì cũng như mình khổ cho nên mình không dám nghĩ. Vấn đề là đồng nhất để thể để tu tiến. Cái lý do đó cũng giống như trong duy thức học là nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm thức là tất cả đều do tâm thức của mình. Người với mình là một thì mình không quản nữa vì chỉ có một. Mà từ trước tới bây giờ mình cứ thấy là hai, câu tình giữ vô tình giai cộng thành Phật đạo. Có nghĩa là chỉ có một mà đã là một thì khi mình ngộ thì nó ngộ, khi mình còn mê thì nó mê. Ở đời phải biết là nhẫn nhục đệ nhất đạo. Từ cái đó dần dần hiểu rồi, tu hành, chứ nếu mình ăn thua đủ thì đối phương cũng đâu có thiếu. Hữu tình vô tình đều là một, tại vì mình cố chấp, mình phân biệt, mình chia ra, chứ còn Đức Phật nói, vạn vật đồng bản thể, hay là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Câu đó quá hay phải không? Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, mà đã có tánh Phật thì còn làm khổ nhau làm chi? Làm khổ chúng sanh là làm khổ Phật, phải vậy không? Cứ suy nghĩ câu đó cho thiệt kỹ, thấy dễ tu hơn. Nghĩa là mình làm khổ người đó, tức là mình làm khổ ông Phật của người đó. Mà ông Phật của người đó và ông Phật của mình chỉ là một thôi. Nghĩ được và làm được như vậy là mình cũng thấy nhẹ nhàng rồi. Sở dĩ còn bị đau khổ là vì khác với nhau. Một thí dụ nữa để quý vị Phật tử thấy rõ. Bây giờ quý vị có hai bàn tay, hai bàn tay này có chung trong một thân thể thôi. Định đi mở cửa, chẳng may cái cửa nó dập vào ngón tay cái, là tại vì cái tay trái vụng về đập qua tay mặt. Tay mặt đau, nhưng quý vị không la rầy phiền hà gì hết. Là tại vì quý vị biết là hai tay như là một. Mặt khác nếu có người khác đập, giật ngón tay, quý vị thử coi, rùm beng phiền não lên liền, nói là người ta cố ý đả thương mình. Cho nên Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Phật tánh tức là tánh sáng, có nghĩa là bây giờ mình tu tập sửa đổi để trở về với tánh sáng đó thôi, chứ không có gì gọi là mê tín dị đoan. Còn trên con đường đạo là tại vì chúng sanh mê quá cho nên Đức Phật mới tìm phương tiện chia ra pháp môn này pháp môn kia, là để cho thích hợp với trình độ sở thích bệnh trạng của mỗi chúng sinh. Chớ nếu mà chúng ta ai cũng nhận được là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì Đức Phật có thể nói ra một pháp môn mà thôi. Chỉ tại vì chúng sanh quá mê. Tóm lại, chúng ta học đạo lợi ích thiết thực nhất là chúng ta biết làm sao để giải quyết vấn đề sanh tử. Vì sanh tử đại sự vô thường tấn tốc. Nếu mình theo gót chân Phật học đạo lý thì tự lo giải quyết. Mà giải quyết bằng cách nào? Người thượng căn thượng trí tu thiền hay nhất tâm niệm Phật để nhổ gốc răn sanh tử luân hồi. Còn nếu mình còn sơ cơ, mới quá, yếu ớt quá, thì mình cũng phải ý thức cho được vấn đề sanh tử. Sanh như thế nào, tử như thế nào, và làm sao cho kiếp kế tiếp. Khi bỏ xác thân này rồi, mình cũng có vị trí, biết rõ rằng mình sẽ nằm ở trong vị trí nào. Phải biết trước, nếu không biết trước thì mình quờ quạng khổ lắm. Giờ đây quý vị tụng kinh là được ba nghiệp thanh tịnh, chứ không phải tụng kinh để Phật nghe đâu. Con người của mình tạo nghiệp nhiều nhất là do ba nghiệp. Một là nói cái gì thì cũng muốn nói hơn người khác. Hai, ý thì cái gì cũng muốn lợi cho mình. Ba, làm cái gì cũng muốn lợi hơn người ta, mà lợi cho mình thì hại cho người. Chuyện đó là đương nhiên.
ít có ai phát tâm làm ở cho người khác lắm. Đó là tâm bệnh của chúng sinh. Tụng kinh làm cho ba nghiệp thanh tịnh, còn ngồi thiền niệm Phật để làm gì? Trước hết là làm cho tâm tịnh, mà tâm được tịnh rồi thì trí tuệ mới hiển lộ được. Sở dĩ tâm mình bây giờ loạn động, sóng nhấp nhô hoài là tại tâm bất định. Tâm bất định được ví như sóng, làm sao thấy cái gì ở đâu? Cá tôm nhảy ở trong sóng mình cũng không thấy được, là tại vì sóng động quá, làm sao thấy được? Bây giờ mình phải ngồi yên lại, suy nghĩ đến cái giờ phút thần thức ra khỏi thân này, tức là chết. Nhiều khi do nhờ sự ngồi thiền, nhớ lại giáo lý đã nghe, suy tư, nghiền nghĩ coi có đúng không. Nếu không đúng thì phải xoay lại, đi hỏi thêm với những vị cao tăng chân tu hay những người bạn đạo của mình. Nếu bạn đạo giúp không được, mình phải xét lại. Còn nếu bề trên chỉ bảo một cách chưa rõ ràng được, thì mình phải lắm lòng ngồi thiền. Thiền là nghĩ, nghĩ là thiền. Rồi một ngày nào đó nhất định sẽ có trả lời cho chúng ta một cách rõ ràng. Ngồi thiền là để giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi. Nếu không là mệt lắm. Nó làm cho mình sanh lai tử khứ, tử khứ sanh lai. Nếu còn sanh tử luân hồi thì phải ở địa vị lái con thuyền đạo nghiệp của mình xuống độ chúng sanh. Trái lại, điều nguyện đó là bị chúng sanh độ ngược lại mình. Người mới tập tu là phải lo cho mình trước đã, không lo được cho mình thì ai lo cho mình? Khi quý vị đã bắt đầu học đạo thì vấn đề cầu cho mình được phước báo nên ngừng đi, đừng cầu làm chi cho mệt. Nếu không muốn cầu thì phải cầu giải thoát. Bây giờ hỏi lại quý vị là trở lại trần gian để hưởng phước báo, mà phước báo đó lại nằm trong sanh già bệnh chết, thì cái phước báo đó đâu có ổn phải không? Người mới bước vào ngưỡng cửa đạo, ai cũng cầu phước báo hết. Cái đó tôi đồng ý, vì đó là dành cho những người sơ cơ, chưa hiểu đạo. Nhưng khi biết đạo rồi, thì việc mình bố thí làm phước tụng kinh, dù một thời kinh đi nữa, xin hồi hướng, có nghĩa là trải hết cho pháp giới chúng sanh. Thí dụ ngày trước mình đưa ra 1.000 để làm việc xã hội. Quý vị cứ nghĩ rằng mình bố thí đây là để cầu phước báo, để sau này kiếm được 10.000 đồng. Ban đầu ai cũng nghĩ vậy hết. Nhưng khi hiểu đạo rồi thì mình có 1.000 đồng thì cứ việc rút đi, rồi phước báo hồi hướng cho chúng sanh. Chúng sanh là ai? Là những người được giúp. Đừng có để lại, vì để lại là có sanh tử luân hồi mệt lắm. Hồi hướng phước báo có lợi vô cùng. Hai nữa là nguyện đi về cõi Phật A-di-đà, nơi đó không có phiền não, không có nam, nữ, vì nơi nào có nam, có nữ là nơi đó còn nhiều phiền não lắm. Ở trên cõi tịnh, khi nguyện lực xong rồi, thì ngồi thuyền bắt nhã xuống độ sanh như các vị Bồ Tát, các vị Tổ Sư còn tốt lắm nữa. Đúng mức thì Bồ Sứ thành Phật như Đức Di Lặc, biết tu thì được trở về đâu xuất nội viện. Ở chờ trên đó huấn luyện rồi bổ xứ thành Phật. Muốn được như vậy thì bây giờ phải lo tu, tu được chuyển kiếp. Chẳng hạn như kiếp sau ráng nguyện được trở về hầu Đức Phật Di Lặc hay Đức Thích Ca, hoặc một kiếp hoặc hai kiếp gì đó, rồi xuống trần độ sanh, hoặc đi cảnh khác để độ sanh, nhưng xin đừng đi đến cảnh tiên hưởng thụ suốt ngày đêm rồi đọa trở lại khổ lắm. Nói là giả là vì dĩ huyễn độ trơn, chớ bây giờ nói giả hết rồi thì xin thầy thủ khẩu như bình, khỏi nói gì nữa hết thì lại khác. Không nói làm sao độ được chúng sanh, đó là tại một cái chấp nằm ở trong một cái chấp khác, cho nên thầy nói không những bố thí mà còn hồi hướng nữa. Thì lúc đó mình biết là nó là giả, nhưng mình làm là làm với tinh thần đại đồng, đừng có làm với tâm năng tâm sở. Còn trong khi người ta tụng kinh niệm Phật mà mình cứ nói giả hoài, hoặc trong khi người đời nói đó là thật mà quý thầy cứ nói là giả, thì cũng giống như người ta chưa bước được bước thứ hai mà mình không cho bước đi thứ nhất thì làm sao đi được. Người ta phải té chứ, cho nên phải dĩ huyễn độ chân là vậy. Do đó các vị Bồ Tát ra độ đời là tùy thuận chúng sanh vô quái ngại. Chúng sanh muốn thuyết vô, Phật thuyết vô. Chúng sanh muốn ngã, Phật thuyết ngã.
nhưng Phật biết rằng nó còn ở trong cái cảnh không chân thật. Bởi vì đầu tiên mà nói không chân thật là người ta không phát tâm. Từ chỗ phát tâm đó rồi mới xả bỏ được. Cũng như thế, biết rằng chương trình tiểu học là thấp, nhưng cứ học đi rồi lên trung học, rồi lên đại học. Bắt đầu nhảy vô trung học ngồi hoài ở đó không hiểu gì hết, làm sao có ngày lên đại học được. Bài tụng thứ 18, bài thứ 11 của Đệ Tam Năng Biến. Do nhất thiết chủng thức như thị biến, dĩ chuyển chuyển lực cố, bì bì phân biệt sanh. Một, do nhất thiết chủng thức, do là từ đó, nhất thiết là tất cả cái gì? Chủng thức là chủng loại, từng giống từng loại, từng thứ từng món. Chữ chủng có rất nhiều nghĩa, phân tách kỹ lắm. Hôm trước tôi đã nói nhất thiết chủng thức là, thức là ví dụ cho sóng, tâm là ví dụ cho nước. Tánh của nước lúc nào cũng ướt, cũng y nguyên như vậy thôi, hoặc là nước trong, nước đục, hoặc là thể của nó không thành nước như mình thấy, mà nó là sóng, cho nên thức đây là ví dụ cho sóng. Sống trong cuộc đời này bị nhiều hoàn cảnh thúc đẩy, hết lớp này tới lớp kia, đợt này đến đợt kia, khi vui khi buồn, đủ cách hết, thì cũng chẳng khác nào với những lớp sóng ở trên mặt biển. Vì thế người ta mới có phiền, có bệnh, có đau khổ vì sóng phiền não nhiều quá, hoàn cảnh phũ phàng, hay ác khẩu đưa đến sự khổ cho chúng sanh đã đành. Nhưng những cảnh vui cũng có khi đưa đến sự khổ, không khác gì những lớp sóng. Thí dụ hôm nào vui quá hay buồn quá thì cũng thấy tâm rạo rực, khó chịu, cho nên thường thường người ta phải giữ tâm cho bình thản. Do nhất thiết chủng trí ở đây nói cái gì? Do tất cả các loại hiểu biết phân biệt, tức là thức, mà quý vị đã học 8 thức tâm vương, 51 thức tâm sở, các món thiện tâm sở và ác tâm sở, bất định tâm sở, tất cả những cái đó nó đều nằm trong chữ thức. Xin nhắc lại, 11 tâm sở thiện thuộc về chủng thức thiện, còn những cái thuộc về tâm sở ác thì gồm 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não. Dù việc thiện hay việc ác, chúng nó cũng đều nằm ở trong các giống, các dòng, các món hiểu biết của mình, gọi là vạn pháp duy thức là thế đó. 2. Như thị biến. Chữ biến ở đây tôi lặp lại cho quý vị rõ. Biến không phải là biến hóa đâu, không phải như ở trên sân khấu có trò ảo thuật. Người ta cầm một cái khăn giơ lên rồi rút ra một con bồ câu, hoàn toàn không phải như vậy. Loại biến đó là loại mắc thiên hạ. Loại đó là loại mà mắc thiên hạ, không phải thiên thánh, tiên thánh gì ở đó đâu. Đó là thuật mà mắc của các nhà ảo thuật. Quý vị chưa hiểu đạo coi, khen nức nở mê lắm, tất cả những sự việc không đúng như sự thật để mà diễn tiến thì luôn luôn phải bị hoại. Còn những sự việc đúng như sự thật mà diễn biến thì không hoại ở đâu hết. Biến ở đây chúng ta phải hiểu thêm một chữ nữa là chuyển biến. Chuyển biến là thế nào? Thí dụ như có một người mà 3 năm về trước tánh tình thật tốt, từ lời nói cho đến hành động tất cả đều đàng hoàng, nhưng sau 3 năm gặp lại, sao thấy người đó ăn nói nghe không có được, cử chỉ thô tháo, nghĩa là nó đã biến chuyển thành con người xấu. Vì trong thời gian 3 năm qua, người đó gặp hoàn cảnh xấu đưa đẩy làm chuyển biến, vì căn bản kiến thức của người đó không vững nên đã gặp những người bạn xấu trợ duyên, hoặc hoàn cảnh đói nghèo nên xâm tâm không ngay thẳng. Những sự chuyển biến đó từ 3 năm, nói tạm là 3 năm cho gần để dễ hiểu, chứ nó có thể biến chuyển từ nhiều nguyên nhân quá khứ nữa. Danh từ trong duy thức học gọi là huân tập. Huân tập nghĩa là hôm nay săn một chút, mai thêm một chút, trồng chất mãi lên, nhiễm dày lên, sau một thời gian người đó hoàn toàn thay đổi, từ cơ thể đến tinh thần, biến là chuyển như vậy.
Thí dụ thứ hai là ngược lại như 5 năm về trước, mình có là người bạn mà không muốn ngồi lâu bên cạnh người đó. Mở miệng ra thì là nói thêm của thêm tiền, mắc mỏ chua cay đủ kiểu, bây giờ gặp lại sao thấy nhẹ nhàng dễ thương lương thiện. Chuyện 5 năm về trước như vậy đó, nhưng bây giờ gần gũi bạn lần, biết thế nào là từ thiện tốt đẹp, thành thử trở thành người hiền lương tươi mát, đó là người ta cũng đã chuyển biến. Hai chữ như thị này rất là hay và tế nhị vô cùng. Như thị là sự thật, là chân lý, không có ai săn ra nó được hết, tự nó chuyển biến. Cho nên quý vị hãy chú ý, bài kinh nào, tập kinh nào mà Đức Phật còn để lại, câu đầu kinh đều để chữ như thị ngã văn. Tiếng Phạn là evam mơ suy tam, nghĩa là nói đúng như thế. Ngài A Nan nói như thị ngã văn là tôi nghe đúng như thế này, nghĩa là Phật nói làm sao thì tôi nói lại như vậy. Như từ bình nước này rót vào bình nước kia, từng giọt không lọt ra ngoài giọt nào. Như thị ở đây có nghĩa như vậy, nó diễn biến cho chúng ta từ vô thủy cho đến bây giờ, thật điên bát đảo. May lắm là mình gặp được chút ít Phật Pháp, hay là làm được chút ít thiện. Dù rằng không gặp đạo Phật, nhưng mà gặp đạo khác cũng là lương thiện, cũng nhờ nó chuyển biến con người. Vì thế cho nên những nhà đạo đức luôn luôn muốn làm sao nhân sinh trong thế giới này ai cũng làm chủ được. Làm chủ lấy mình hay là tự chủ, bởi vì trong kinh hay trong duy thức học thường khuyên, hãy thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình. Chính đó là nhân giải thoát, chứ không phải lạy Phật nhiều là giải thoát đâu. Lạy Phật là để làm gì? Lạy Phật là để biết ơn Ngài. Ngài là tại vì ơn Ngài dạy mình sâu dày quá, và để cho ba nghiệp thanh tịnh. Như tôi đã từng nói với quý vị rồi, nếu lạy Ngài, cúng Ngài mà mình không thay đổi quan niệm, không tự chủ lấy mình là không bao giờ giải thoát được. Hãy thay đổi quan niệm. Mà thay đổi bằng cách nào? Thí dụ như từ trước tới giờ, quan niệm của người đời là muốn làm giàu, tại vì người giàu thì muốn cái gì cũng có hết. Nói cái gì, dù phải dù trái, cũng có một số người nghe, cũng có một số người cúi đầu. Do đó cứ cắm đầu cắm cổ để tạo nghiệp giàu, không kể cha mẹ, anh em, hàng xóm láng giềng, rồi cứ loăn quanh quẩn trong cái sai trái của mình mà không tự biết. Nguyện làm sao thỏa mãn được ý muốn của mình mới chịu. Nếu cần nói láo thì nói láo, cần thủ đoạn là thủ đoạn. Bây giờ làm sao đây? Phải tập chuyển. Bởi vì đối với cha mẹ mình cũng dối gạt, anh em cũng tìm các thủ đoạn thì còn gì là người nữa. Do đó bây giờ học được duy thức, hiểu được đạo, phải thay đổi quan niệm, có nghĩa là phải chuyển đổi. Giàu mà theo kiểu đó thì giàu làm gì? Một mình được giàu, trong khi những người khác đau khổ vô cùng, thì cái giàu đó nằm trong cái ác độc. Do đó phải thay đổi quan niệm. Còn tự chủ lấy mình là gì? Là lúc nào làm, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, đều phải biết cách làm. Phải tự chủ, mà tự chủ là phải học, chứ không phải muốn tự chủ là tự chủ được đâu. Tự chủ là phải đắn đo suy nghĩ một chuyện gì đó. Nên trong đạo Phật dạy cho, dù người xuất gia hay tại gia cũng vậy, phải có trí huệ. Bởi có trí huệ mới giải quyết được điều oái ăm, mánh khóe, phức tạp của đời, chứ không phải đụng chuyện gì là rắc rối chỗ đó, ngồi đâu góc đó, hay là bất mãn, phẫn thân, rồi làm càn bướng, ra giải quyết chặt đường. Nếu làm càng bướng, làm chặt đường thì là càng giải quyết càng khổ thêm. Còn người có trí huệ giải quyết rất nhanh, dầu đó là chuyện hết sức khó khăn. Nói theo thế gian đó là biến cố cuộc đời, nhưng nếu người có trí huệ thì giải quyết ổn thỏa dễ dàng, an lạc, không có cái gì đáng ngại. Cho đến chuyện đáng quan trọng nhất là sanh tử luân hồi mà người ta còn bình tĩnh giải quyết như không có chuyện gì xảy ra. Trái lại nếu không có trí huệ làm sao giải quyết? Cứ sanh lai tử khứ, sanh rồi chết, chết rồi sanh, lên xuống trong sáu đường lục đạo khổ nan đương. Vậy phải làm sao giải quyết đây nếu không có trí huệ? Muốn có trí tuệ thì phải học đạo, học duy thức, phải dùng phương tiện,
tụng kinh niệm Phật, giữ giới làm cho ba nghiệp thanh tịnh. Có giữ giới mới sanh định, có định mới phát huệ, có phát huệ mới giải quyết được mọi chuyện. Đức Phật đã dạy rằng hãy thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình, chính đó là nhân giải thoát. Trở lại câu tụng như thị biến, ở đây là nói về chủng thức. Cứ như vậy mà theo sự thật rồi chuyển biến, ai làm cái gì có kết quả cái đấy. Gọi là hình thẳng bóng ngay, tiếng như thế nào, vang như thế đó, từ ngàn xưa tới bây giờ vẫn là như vậy. Khi chúng ta đúc kết một cái thân như thế này, quý vị tưởng đâu có được cái thân này chỉ cần một nhân, hai nhân hay ba nhân thôi sao? Nó chẳng chịt những cái chánh nhân, trợ duyên đủ hết, mới đúc kết thành thân này được. Đã hiểu biết rõ ràng rồi, mà không lo thật thành, không lo tự chủ, tiến tu thì biết tới chừng nào mới tìm được đường giải thoát được. Có nhiều người cứ hẹn lần, hẹn vài năm nữa chứ bây giờ mà bảo tôi ngồi thiền làm sao ngồi nổi, nào còn làm ăn, thuế má, con cháu và bận hoạn vân vân. Ngay bây giờ phải nhín chút thì giờ, phải tự lắc mình ra. Sống ở trên đời đâu có ai rỗi rảnh, không cái này thì cái kia nó ràng buộc, bởi vì đời là ngũ trược ác thế mà. Sanh ra cõi này là như vậy rồi, chỉ tới lúc tắt thở, nghĩa là cho tới lúc chết mới hết việc làm. Bởi vì lúc đó thì chết rồi thì hết làm thì nó mới hết, còn cựa quậy được là còn việc làm ràng buộc. Tới giai đoạn được thiêng đi rồi là chết mà thần thức còn chưa chịu rảnh. Thật tội nghiệp quá đi, chưa chịu rảnh thì phải trở vô làm tiếp, giữ của giả tiếp nữa, có oan uổng hay không. Bởi thế cho nên phải khôn, phải gắng nín giờ để lo tu hành. Trước hết phải lo cho mình, chứ đừng có lo ngược lại, bởi vì khi chết thì chết có một mình thôi, chứ chẳng lẽ rủ người khác chết chung sao. Thỉnh thoảng có một vài trường hợp hai người rủ nhau chết, nhưng cái đó nằm ở trong cái ái nhiễm si mê, không thoát khỏi luân hồi. Người ta có câu sống thì hít hôn hôn, sống thì hít hôn hôn, chết thì bùa yểm bùa chôn bùa trừ. Thương nhau cách mấy bây giờ đó cũng sợ lắm, người ta còn không muốn cho mình trở vô nhà nữa, làm bùa để ếm. Vậy tại sao bây giờ không lo tu cho mình trước đi? Người đời thì ngược lại, gần nhất là cái thân mình, mà nó còn bỏ mình lặng ngắt đây. Thân là cái bên ngoài, nó ở bên ngoài chứ không phải ở trong đâu, bởi vì nhiều khi nó bỏ mình đi không thèm nói một lời từ biệt. Cũng cái thân này đấy thôi, nhưng người học đạo phải biết cách sử dụng nó, nương nhờ nó để học đạo thì cũng không đến nỗi phũ phàng. Nhưng nếu không biết sử dụng nó thì nó sẽ làm cho mình khổ. Do đó cho nên mỗi người phải biết rằng trước là phải lo cho mình. Người đời đa số lo cho bên ngoài trước, tức là lo cho thân, rồi tới cuộc cải, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai. Mà cái tâm chính của mình mới là cái thật của mình thì không ai để ý, chịu lo. Có nhiều người để tới tuổi già, sức yếu rồi mới hốt hoảng lên, không kịp nữa. Hơn thế nữa, có nhiều người tới tắt hơi rồi cũng còn không biết gì hết, quờ quảng quảng, chỉ lo tiền của không ai quán xuyến, rồi để đầu sân vô, để là tham tiếp, bòn sẻn tiếp, thật đáng thương. Phải lo cho mình trước. Là thế nào? Chuyện đi làm để bảo đảm đời sống hiện tại là phải rồi, phải có, đâu có bỏ được, vì đó là nhu cầu cần thiết hiện tại. Nhưng trước khi đi làm phải tập tĩnh tâm, sáng cố gắng dậy sớm ngồi thiền 15-20 phút, còn ai không ngồi thiền được thì tụng kinh niệm Phật, sáng tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng cho biết nghĩa được thì tốt, hoặc là niệm Phật rồi đi làm, thì trọn trong ngày ấy mình được an vui thanh tịnh. Tối trước khi đi ngủ cũng cố gắng như vậy, có nghĩa là chú dạ nhị thời, rồi lần lần tăng lên chú dạ tứ thời, cho tới chú dạ lục thời, lần lần huân tập cho thuần thục theo những hột giống tốt trong A lại ra thức mới xung thông được.
thay đổi quan niệm, có của cũng như không có của, thấy người ta mắng hay nhục mạ mình hoặc là được tán thán, xưng khen cũng vậy, đó là Phật tức tâm. Khi nghe người ta khen mình còn thích, người ta chê mình thì còn buồn thì chưa đâu, chưa thuần thục, chưa phải là Phật tức tâm. Do đó phải tập tiến tu là như thế đó, như thị biến là cứ như thế mà chuyển biến, cho tới bây giờ tùy theo mỗi người mà nó đúc kết thành thân để mang. Kẻ mang thân ốm, người mang thân mập, kẻ mang thân cao, người mang thân thấp, đều do chủng thức kết lại, chứ không có ai nắn ra. Tâm chúng ta vui thì cả bốn phía đều vui. Trong cuộc sống, nếu tâm không ác lắm, thì ngay trong hiện tại này, những dòng tâm lý đó sẽ tập trung lại trong thân chúng ta. Còn nếu người có tâm ác, thì nó cũng tập trung lại trong thân chúng ta. Dù có mang thân người này thật, nhưng ai thấy cũng đều sợ hết, nghi kỵ không muốn gần. Đó là ma quỷ, chứ còn gì? Cho đến khi vừa xả cái xác thân này rồi, thì cái tâm đó, nó sẽ phải đi tìm cái xác thân có sừng, có gạc, có nanh, có vuốt nhọn, ai thấy cũng sợ, khỏi cần áo mặc mà có vảy, có lông. Học duy thức hiểu được cái đó thực tế lắm, chứ không có ai sanh, ai tạo ra cho mình. Mình tự tạo lấy cho mình thôi, đó kết quả của nghiệp. Tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ lại là, ví dụ khi chúng ta giận tức, rồi chịu khó đi soi gương đi, thì chính mình thấy mình cũng sợ. Còn không giận tức thì mặt mày vui vẻ, mọi người bên cạnh đều vui. Ngược lại, nếu suốt cuộc đời được luôn luôn hoan hỷ, chuyển biến như thị như vậy, thì tòa sen đâu có xa với mình, cõi Phật đâu có xa. Nơi cõi Phật thì chỉ có những người mang tâm hồn tốt lành, còn tâm mình không tốt lành là phải đi xuống. Nó đi xuống ở đây là tiêu biểu cho đọa lạc. Nó xuống cạnh bên mình đây có nghĩa là bị đọa lạc vào trong loài thượng cầm hạ thú, dễ sợ lắm. Là bởi tâm mình đã đúc kết như vậy rồi, mà hãy nó đúc kết như vậy thì nó phải như vậy và vào như vậy. Cái khuôn hình thể gì thì cái bắn ra hình thể đó. Nếu mình bòn sẻn quá nhiều thì phải vô chỗ bòn sẻn nghèo cùng. Suốt cuộc đời cứ như thị biến, nghĩa là những tâm hồn hung ác, dễ sợ thì nó vào loài rắn, cọp, beo, hùm, sói. Nói những lời làm cho người ta khổ, những lời nói luôn luôn như đưa nanh, đưa vuốt thì làm sao tránh khỏi. Cho nên chúng ta phải tránh chừng nào tốt chừng ấy, phải hiểu được đạo lý, phải biết được nhân quả để tránh và để tu tiến. 3. Dị chuyển chuyển lực cố. Dị là do đó, dùng nó, lấy nó. Chuyển chuyển là biến chuyển. Lực là động lực thúc đẩy. Do động lực thúc đẩy, động lực là năng lực rất mạnh. Ví dụ một tuần lễ nay mình thấy tâm hồn bức rứt quá, đi ra cũng khổ mà đi vô cũng khổ, ăn cũng khổ, uống cũng khổ, nghĩa là thấy cái gì cũng khổ hết. Nhưng bỗng một giờ phút nào đó, chỉ nghe lời Phật dạy để lại trong tâm một câu thôi, là bao nhiêu cái khổ đó bị xóa nhòa một cách dễ dàng. Do đó, cho nên người ta gọi là lực. Lực là sức thúc đẩy. Vì vậy người ta phải cần gần gũi bạn lành hay đi chùa như vậy đó. Chứ có nhiều người nói tu ở nhà không được sao mà phải đi chùa. Trong đó cũng có gây cãi rùm beng. Chuyện cãi qua cãi lại là một chuyện khác, nhưng thường thường không ai muốn vô chùa để tạo nhân địa ngục. Gây cãi chút đỉnh là tại vì ai cũng còn đang ở trên con đường tu, thì dư nghiệp tập khí vẫn còn phải sót. Dần dần theo thời gian tu thuần thục là sẽ bỏ được. Hơn nữa trong chùa có đức chúng như hải, đức của chúng mạnh như biển cả, nó có sức mạnh thúc đẩy giúp mình tu tiến. Mình đến chùa hay tự viện trước hết là để làm cái gì? Là nhìn lên Đức Phật, thấy Phật lòng thảnh thơi, nghe tiếng chuông ngân lòng nhẹ nhàng, rồi có những gì thắc mắc đem ra hỏi, trong lòng bớt khổ. Đó là một cách thúc đẩy cho mình chuyển biến, chứ không phải vô chùa để dòm ngó, phân tắc,
chuyện phải trái của người khác. Người ta không chuyển nghiệp là việc của người ta phải chịu kết quả. Mình lo chuyện, lo tu cho mình mới là chuyện phải làm, mới chấm dứt được chuyện lộn xộn lăng xăng. Chuyển chuyển là sức mạnh thúc đẩy. Chuyển chuyển là sự lăn. Một vật gì lăn từ đây đến kia, từ cái tốt ra cái xấu, từ cái xấu ra cái tốt. Ở trên có chữ biến là nó chỉ chuyển thôi. Còn cái chữ chuyển ở đây nó nhanh hơn, quan trọng hơn, cấp tốc hơn biến. Chữ biến là chuyển từ từ. Nghiền thuốc thì cũng phải một thời gian ít lâu, ít nhất cũng 5, 6, 7 tháng. Chuyển biến từ từ, bỏ thuốc cũng cần phải một thời gian. Chịu ngáp lên ngáp xuống, nghĩa là từ từ. Biến từ xấu thành tốt hay từ tốt thành xấu cũng phải có thời gian. Còn chuyển chuyển đây là sự thay đổi, nhưng thay đổi khác với biến chuyển. Chuyển chuyển rất nhanh, tuy vậy nó cũng chỉ là trong vòng tâm thức của chúng ta đây thôi. Ví dụ có một việc ác xảy ra, khi nghe mình bỏ được lập tức thì đó là sức chuyển chuyển, thay đổi một cách nhanh chóng. Còn có khi nghe mà bỏ được từ từ thôi thì đó là chuyển biến, thay đổi một cách chậm chạp. 4. Bì bì phân biệt sanh. Bì bì là cứ mỗi mỗi đối tượng mà có sự phân biệt sanh ra. Cái này rất là khó. Bì bì phân biệt sanh nghĩa đen là kia kia nó phân biệt rồi nó tiếp tục sanh khởi. Đó là nói cái gì? Đó là chỉ cho cái thức, chỉ cho cái chủng thức. Bì là các chủng thức. Các thức này không phải tự nhiên có đâu. Các chủng thức này đã có năng, có sở rồi, gọi là bì bì. Nghĩa là trong thì có thức năng biến, ngoài thì cảnh vật bị biến, và cứ như vậy mà phân biệt từ cái này đến cái kia, qua cái nọ, những lớp sóng trùng trùng điệp điệp, tới rồi phân biệt gọi là bì bì phân biệt sanh. Cuộc đời mình mà tâm hồn không bao giờ được yên định, và khi tâm hồn không yên định, thì hai chữ hạnh phúc đừng nói tới làm gì. Hạnh phúc của thế gian, thưa quý vị, hai chữ hạnh phúc của thế gian là cái hạnh phúc của cõi dục, cũng như người khác lại uống nước mặn vậy. Càng đi sâu vào hạnh phúc thế gian càng đau khổ. Người đời nhận xét kỹ còn biết nhiều hơn chúng tôi, chắc chắn là như thế. Cứ tưởng rằng những người giàu sang quyền tước chắc họ sung sướng, hạnh phúc lắm. Nhưng có bao nhiêu người nhận biết đó chỉ là một lớp hạnh phúc hào nhoáng bên ngoài thôi. Ai biết trong tâm tư họ khổ như thế nào? Chắc chắn là như thế. Chín chiều ruột thắt, tan tác nỗi lòng, chứ không phải không có khổ đâu. Bên ngoài thấy họ đi ra đường là tiền hô họ ủng, tưởng đâu là oai lắm, không biết làm sao đây. Sống chết phút nào, có nguyên vẹn trở về nhà không? Có mâu chuyện, một mẩu chuyện của Ngài A Nậu Lậu Đà. Khi Ngài được xuất gia rồi, luôn luôn có câu là an toàn, an lành. Lúc ấy trong hàng đệ tử của Đức Phật lấy làm lạ, tự hỏi tại sao ông này đã đi tu rồi mà cứ nói an toàn, an lành, xáo trộn người chung quanh hết, bèn lên bạch với Đức Phật. Đức Phật liền kêu Ngài A Nậu Lậu Đà lên hỏi, thì Ngài thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, cái đó thật là con nói không được. Nhưng vì Đức Phật Thế Tôn hỏi nên con xin thưa là vì hồi còn ở Hoàng Cung, vì nếu Ngài không đi tu thì Ngài sẽ là người thay thế vua Tịnh Phạn khi vua băng hà. Nào là thị vệ, nào là ngự lâm canh gác, từ trong cho đến ngoài. Nhưng lúc nào con cũng hồi hộp, không biết là giờ nào bị thích khách, ai tạo phản cướp ngôi vua, nên tâm con không lúc nào an ổn. Bây giờ xuất gia ở trong tịnh xá, chúng trước chúng sau như thế này mà con thấy an lạc, nên con nói ra sự thật. Vì con thấy được niềm an lạc vậy thôi. Người tu cao rồi thì giữ im để hưởng, còn con biết thì con nói ra một mình, vì đó là sự thật. Khi nào bên trong của chúng ta được
tự chủ rồi thì tất cả những gì bên ngoài cũng đều tự chủ hết, dù là nghèo khổ hay bất cứ một chuyện gì xảy ra. Sẵn đây tôi nói luôn như thế này, suốt cuộc đời mình sao cứ bị đau khổ hoài, đừng thèm trách ai hết. Mình phải trách mình cái đã, trách mình kiếp trước bụng tu, đừng có trách tại cha mẹ ông bà. Ảnh hưởng cũng có, nói theo luật tương quan thì có, mà chỉ là ảnh hưởng thôi. Nhưng đúng ra mình là chánh nhân. Thí dụ như ông bà cha mẹ của cải làm ra, có nhân đức để lại cho mình thì có ảnh hưởng giàu sang. Còn cái thật là ở nơi mình. Còn tự nơi mình là thế nào? Có nghĩa là nhân nào hưởng quả đấy. Có những người từ nhỏ rất ít bệnh hoạn, cho đến ngày chết vẫn ít đau bệnh. Như vậy là biết rằng đời trước như thị. Có nghĩa là đời trước không sát sanh nhiều, nghiệp lực vô hình mới là đáng sợ, còn những nghiệp lực hữu hình không đáng sợ đâu. Cũng như người đã phát hiện tâm tư ra hành động rồi, mình thấy rõ nên còn có thể tránh né được. Ngược lại, người tâm tư thâm trầm, mình không biết họ muốn cái gì nữa, toan tính thiện hay là ác thì khó tránh. Nghiệp lực mà còn nằm ở trong là do động lực thúc đẩy. Tóm lại, quý vị đã hiểu, bì phân biệt sanh cũng là khá lắm rồi, bởi vì tâm thức kia liên truyền tiếp nối. Xét kỹ dùm đi, xét từ khi mình khôn lớn đến cho đến nay, khi ngồi tại giảng đường này đã là 40, 50, 60 năm rồi, biết bao nhiêu cái phân biệt chuyển biến đã xảy ra. Mà phải nói ra sự phân biệt chuyển biến phần ác nhiều hơn phần thiện, có thể là như vậy đó. Phần thiện có ít lắm, nếu bỏ mấy thứ đó lên cân hoặc là lấy sổ ra cộng lại thì thấy phần thiện ít hơn phần ác. Rồi nếu mình trung trực nhận cái đó rồi, mình mới hoán cải được. Mà đó là chuyển biến, cho nên người ta có câu mê nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy đó. Từ lúc 8 tuổi là tuổi lục lăng lục đế lắm, không có chuyện gì là từ nan hết. Ta muốn làm gì thì làm. Bây giờ biết đó là không tốt rồi, nguyện với chư Phật, nói với tâm thức rằng từ nay về sau phải bỏ tất cả và làm lợi ích cho mình và cho người. Mê nhất kiếp, ngộ nhất thời. Khi ấy tâm của mình phải mạnh, không phải nghe người ta nói rồi bắt chước nói theo. Tự động trong tâm khảm mình xuất ra động lực đó, không phải ai bắt buộc được đâu. Do đó nên cứ phân biệt mà sanh. Rồi đây nếu chúng ta không chặn sự phân biệt đó lại từ bây giờ, thì nó sẽ đúc kết thành nghiệp của cuộc đời mình từ khi khôn lớn đến nay, cộng thêm với một số nghiệp của đời trước còn lại. Cái nghiệp của đời trước còn lại là cái nghiệp nghi ngờ, cái gì cũng nghi. Mà cái đó từ khi mình ra đời tới giờ có ai dạy, có trường nào dạy không? Đó là dư nghiệp còn lại từ kiếp trước. Hay là có những cái mình học trong đời này, khi lớn lên cha mẹ dạy, hoặc học ở trong trường, cái đó cũng là nghiệp. Mà những cái đó nếu chúng ta không tự chủ để chặn lại, không biết để mà thay đổi, cứ để cho dòng đời trôi nổi, chuyển biến, thì phải mang nghiệp nặng thêm. Nghiệp nặng thêm thì mình lãnh đủ. Cho nên học đạo là để làm gì? Học đạo để nhận chặn đứng nghiệp lại, nhất định là phải chặn cho được. Dầu tuổi già sức yếu cũng ráng mà chặn, dù cho người ta có đá, có gạch chặn cho vững, cho mình không có thì cũng phải tìm thứ khác mà chặn. Do tất cả chúng thức, hột giống thiện, hột giống ác, hột giống vô ký hay vô lậu, gọi là nhất thiết chủng. Vô lậu là tu thiền định, hay nói một cách rộng rãi hơn nữa là thiện tâm sở hay ác tâm sở của mình. Tất cả gọi là nhất thiết chủng. Như vậy mà chuyển biến, nghĩa là nó cứ diễn biến theo cách chiều của mình tạo mà thôi. Vì thế phải lo niệm Phật. Bởi vì khi niệm Phật thì không niệm chúng sanh, cái tâm của mình kỳ lạ lắm. Ngồi một chỗ mà không niệm danh hiệu Phật thì nghĩ lung tung, nên người biết đạo một chút là ham niệm Phật. Niệm Phật để chặn đứng dòng thác vọng niệm đang đổ xuống. Nhiều người không học duy thức nói, cái gì mà làm nhàm hoài phiền não quá đi, là bởi vì người đó niệm trong tâm chưa được. Nếu không niệm ra tiếng
tâm người ta sẽ tán loạn hết. Mà không niệm Phật thì phải niệm chúng sanh, mà niệm chúng sanh thì muôn kiếp phải làm chúng sanh. Thật quá rõ ràng. Vì sợ như vậy cho nên có người phải ngồi thiền. Ngồi thiền thì thần lực còn mạnh hơn nữa. Hoặc là thấy ngồi thiền, niệm Phật cũng đều khó thì tụng kinh. Nhờ tiếng chuông, tiếng mõ, nhờ âm thanh vi diệu để thanh tịnh tâm. Hoặc nữa, người đó môn nào cũng chưa thích hợp thì phải sám hối. Sám hối là gì? Là lạy. Tâm này, thân này tạo tội nhiều lắm thì lạy. Những cái đó là như thị, chuyển biến theo con đường thiện, còn như cứ theo con đường ác, cứ lối cũ mà đi, hoặc là cứ đảo hoài. Người nay đi chỗ này hay... Người hay đi chỗ này hay chỗ kia dở, hoặc không phận sự gì nơi đó cũng đi gọi thật là đảo, thì nó cũng như thị biến. Tất cả đều nằm ở trong như thị. Dĩ triển chuyển lực cố, do dùng sức để triển chuyển, phải thay đổi nhanh đi, đừng có hẹn nữa, đừng có chần chờ nữa, bởi vì đã muộn quá rồi, phải làm sao? Tu tiến lên. Đây là ý tôi muốn nói chứ không phải trong này nói. Chúng tôi muốn nói là dùng sức để mà triển chuyển cho nhanh đi, đừng hẹn nữa, trễ rồi. Do đó cho nên bị phân biệt sanh. Nó cứ theo cái tâm thức năng sở, sở năng đối đãi phân biệt cái này cái kia. Mà có nhiều cái vô ích thì ghê lắm. Suốt ngày như vậy mình không chịu lo sửa đổi cho mình mà cứ nói, cứ phê bình người ta. Hết người này đến người kia, chẳng may nếu có thêm một vài người bạn nhập cuộc vô hựa thì còn rộn ràng hơn. Ngồi một mình thì suy nghĩ lung tung, rồi những tư tưởng đó cứ tích tụ vô ai lại ra thức của mình đây chứ không vô ai lại ra thức của người khác đâu. Bài tụng thứ 19, bài tụng thứ 12 của Đệ Tam Năng Biến. Do chư nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí câu, tiền dị thục ký tận, phục sanh dư dị thục. Đây là chỉ về nẻo luân hồi sanh tử của mỗi loài chúng sanh. Một, do chư nghiệp tập khí. Do là vì. Bởi, do cái gì? Do những chuyện như thị biến. Bì phân biệt biến. Bì phân biệt sanh, nghĩa là như thế nào? Tất cả những chủng thức của con người, dù chủng thức thiện hay ác, hột giống hiểu biết lành hay dữ, cứ như vậy mà chuyển biến, cứ như thế là có nghĩa thế nào? Ngày hôm nay, sở dĩ chúng ta được chuyển biến tốt là vì chúng ta có được hai thời kinh, hai thời thiền, hai thời sám. Ngày hôm nay, chúng ta không được chuyển biến tốt là vì chúng ta buông thả ra thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp. Như thị, nó như vậy mà chuyển biến. Rồi do sức của thân nghiệp này, thân nghiệp kia, từng đợt sóng này tới đợt sóng kia, cứ sanh rồi diệt. Diệt rồi sanh là như vậy, phân biệt là như thế đó. Tất cả là do cái gì? Là do các nghiệp tập khí, do các hành động tạo tác, hoặc là thiện, hoặc là ác, hoặc là vô lậu hay vô ký. Tập khí là thói quen. Thí dụ có một cái áo, mà cái áo đó để ở chỗ hoa thơm quả lạ, hay dầu thơm bốn phía, thì tự nhiên cái áo đó thơm. Cũng cái áo đó mà nếu chúng ta để bên cạnh cá mòi thì nó phải lây mùi cá. Tập khí nghĩa là huân tập. Khí là đồ vật. Pháp khí là đồ cần dùng. Khí cũng có nghĩa là hơi. Con người của mình cũng có khí thần. Khí là hơi, thần là tinh thần. Tóm lại quý vị phải hiểu chữ tập khí này theo duy thức học chứ không phải hiểu theo kiểu khác. Tập khí là như thế nào? Tập là thành thói quen. Như bây giờ vị nào muốn làm điều thiện phải tập một thời gian chứ đâu phải dễ. Phải biết rõ điều thiện đó mình làm để lợi ích gì, phải sáng suốt mới biết. Hay là làm điều ác để làm chi? Dĩ nhiên là cũng phải tập chứ không phải tự nhiên làm được. Làm hoài thành quen. Đừng nói gì xa xôi hết,
Chẳng hạn như trong giờ ngồi thiền, phải học ngồi làm sao, thở làm sao, phải tập. Còn những điều khác, thân tam, khẩu tứ, ý tam đều nằm ở trong tập khí hết. Thân tam là gì? Là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu tứ là gì? Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ý tam là gì? Tham lam, giận tức, si mê. Tất cả đều do tập khí hết. Nội cái tham lam, tại sao con người sanh ra là dễ dàng tham lam? Là tại vì cái nghiệp tham lam từ đời trước đã có rồi. Nó đi với mình tới đây cho nên khởi lòng tham rất dễ. Bây giờ học đạo được rồi thì mình phải chuyển cái tập khí tham lam, ích kỷ thành tham lam làm việc thiện, tham lam giúp đời hay thiền định. Dùng tiếng tham lam ở đây là nói lên cái tương đối thôi, chứ thật ra bước qua địa hạt tu tiến, người ta nói là nguyện. Nguyện cầu cũng đứng về phương diện tập khí, nhưng mấy cái đó mình phải tập luyện lâu. Chẳng hạn như bàn tay của chúng ta cũng bao nhiêu đó thịt xương, nhưng mà mấy tháng trước viết chữ không được, rồi ngày nào cũng tập, cho đến khi viết được thì cũng là bàn tay đó thôi, đó là tập khí. Còn tâm thức mình hồi trước nó tối tăm lắm, nhưng bây giờ học đạo hiểu được đạo lý, noi theo con đường chư Phật chư Tổ, Thánh Nhơn nhắc lại cho mình, cho đến được một thời gian là tâm mình thuần thục, đó cũng là tập khí. Tạo nghiệp thì đi xuống, hay là tu tập tinh tiến thì đi lên, cũng nằm ở trong hai chữ tập khí. Hai, nhị thủ tập khí câu. Nhị là hai, thủ là bảo thủ. Năng thủ là mình luôn luôn muốn bảo thủ lấy mình. Sở thủ là những cái gì mình muốn bảo thủ, bị hai cái đó câu thúc. Cho nên vì thế tôi đã nói, hãy thay đổi quan niệm, tự chủ lấy mình, chính đó là nhân giải thoát. Năng thủ là mình hay bảo thủ, cái gì mình cũng nói mình hay hơn mọi người, không ưng ý kiến gì của ai hết, đó là bảo thủ. Sở thủ là sao? Như tôi thường nói, cũng là cái bàn thôi, mà cái bàn của người khác, không phải là của mình, thì nếu nó có gãy, có dơ cũng mặc kệ. Còn cái bàn nào của mình, lỡ mấy đứa nhỏ nó làm đổ nước ngọt lên hay chảy một chút, thôi thì rầy la om sòm không ngớt, đó là sở thủ. Người đời cứ bị hai cái, năng thủ và sở thủ này, và suốt đời, cả cuộc đời phụng sự cho cái nhị thủ đó. Chí mình bị cái đó mà không sáng được, thay vì bây giờ mình chưa tiến tu được, cũng phải bớt bớt, đừng có nói cái này là của tôi xuất tiền ra mua nên tôi phải bảo vệ, còn cái này thuộc của mượn về, mặc kệ nó, ai có tâm niệm đó là không bao giờ tiến được. Vì vậy, phải nói thành thật là khi đi đến những chỗ như nhà ga hay cơ quan hành chánh, nói chung là những nơi công cộng, phải giữ gìn cho sạch sẽ, giữ gìn từng cái, dù biết nó không phải là của riêng mình, dù là của chính phủ hay của nhà buôn, sự việc đó không liên quan với mình phải phân tách tới, nhưng mà phải biết giữ gìn bảo thủ, tôn trọng như của mình ở nhà. Đừng có những hành vi phá hoại làm cho hư, cho dơ, và cũng đừng ngụy biện là phải làm hư đi cho người ta mua cái mới. Kinh tế mới phát triển hay xả rác bừa bãi khó coi là tạo công ăn việc làm cho người khác. Lý luận như thế là lý luận của kẻ vô trật tự. Tôn trọng của chung là tôn trọng tất cả. Mình trang nghiêm không phá phách của người khác, vì của người khác cũng chính là của mình. Có dịp xài chung cần phải giữ gìn, làm cho cảnh vật được trang nghiêm sạch sẽ, êm đẹp, đó là trang nghiêm cõi tịnh. Hoàn cảnh, không khí chung quanh nơi nào cũng tịnh, cũng trang nghiêm thì đây chính là tịnh độ. Nếu thế giới này ai cũng biết làm được như vậy, có tâm lành như vậy thì đâu có những gì rắc rối nữa. Trong kinh Đức Phật đã dạy chuyện đó từ mấy ngàn năm lịch sử rồi, chứ không phải bây giờ mới theo đà văn minh mà hấp thụ được đâu. Nhị thủ tập khí câu là cứ như vậy mà huân tập đúc kết, cấu kết với nhau rồi tạo nghiệp chứ có gì. Do chư nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí câu.
Nó liên quan đến vấn đề vũ trụ nhân sinh. Sẵn đây tôi nói, nếu hiểu thấp thì cho là cá nhân thôi, mà hiểu cao, hiểu rộng thì quốc gia, thế giới. Nhưng tôi đã nói rồi, một quả núi, một con sông, bởi vì quả núi hay con sông, tuổi thọ của nó hơn mình. Tuổi thọ của núi có thể bao nhiêu triệu năm, còn con người nhiều lắm chỉ có 100 năm, cho nên khi sanh ra đã thấy quả núi rồi. Thấy núi cao thì biết là nó núi cao, biển rộng, sông dài, nhưng mà nó phải có cái gì ở trong đó. Do nghiệp thức tất cả. Chúng ta muốn cái gì thì có cái đó, cộng với thức của muôn loài chúng sanh. Nghiệp thức đi với thời gian, chẳng hạn như theo thời gian dài, đất nước, pháp này, từ nhà cầm quyền cho đến dân chúng được giáo dục hết, thì nước Pháp sẽ được hoàn toàn an ninh trật tự, đâu đó cũng khang trang hết. Đó là do cộng nghiệp của dân chúng của nước Pháp. Ngược lại, nếu có theo thời gian mà trên thì bất chánh, dưới tắc loạn, đủ cắt hết, thì đất nước này sẽ khổ sở, mất an ninh. Do đó cho nên trong nhà Phật nói rằng, một là do cộng nghiệp của chung dân chúng, hai là do biệt nghiệp của mỗi người, mỗi nhà. Mặc dù dân chúng ở ngoài khổ lắm, nhưng gia đình nào có giáo dục, mọi người biết thương mến nhau, biết chi tiền chi hậu, chi bá nhân tiền, chi bá nhân hậu, cho nên bên ngoài thì khổ mà trong gia đình này không khổ. Nhớ dùm như vậy đó. Thế giới cũng thế thôi, chỉ có cái là nó nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, vì mình chưa có trí bát nhã để nhận định đó, chứ không phải ông này săn, ông kia săn ra, ai mà săn được những cái ấy. Ngay Đức Phật là bậc đại giác ngộ, mà Ngài cũng nói rằng không có, tôi chỉ là người thuyết giáo cho quý vị nghe thôi. Còn cái đó tùy theo nghiệp lực, tâm thức của mỗi người, tự mỗi người chọn, hãy tự đốt đuốc lên mà đi, đừng ỉ lại. Khi việc gì xảy ra, quý vị nên nhớ là mình phải tự chủ, sáng suốt mà làm. Tự lực cánh sanh thì thấy việc mình làm tự do, không chướng. Còn cái gì cũng phải nhờ người khác hết, thì mình trở thành vô dụng, không làm gì được hết. Đức Phật muốn cho tất cả các con của Ngài, mỗi người tự định đoạt đời mình, giả sử hoàn cảnh đói khổ, có chết trước mắt đi nữa, nhưng phải biết hoàn cảnh tại sao như vậy, và công nhận chuyện đó. Người nhận chân được sự thật là người đó không khổ, dù là chuyện chết cũng không cho là khổ. Còn người chưa biết thừa nhận việc đó, cứ than trời trách đất, đổ thừa người khác, thì người đó luôn luôn đau khổ. Nhớ dùm cho kỹ đi. Học Phật phải trực nhận dùm cho điểm đó, chưa nhận được là chưa hiểu đạo, cứ lo khẩn cầu van vái cúng bái. Khẩn cầu van vái là chuyện nhỏ thôi, vì cứ tỏ ra là bất lực hoài, không đủ hào quang tiến bộ để hiểu sự thật, nên phải nhờ sức thương liêng ở bên ngoài để các ngài giúp cho mình. Mà giúp là giúp trong lẽ phải kìa. Có người cầu không được là vì chuyện mình cầu còn ích kỷ, làm sao cầu được. Ví dụ như con cầu nguyện Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con, được số tiền đó cho khá khá một chút. Có nhiều người còn cầu cho mua vé số trúng độc đắc nữa, để con cúng chùa. Chuyện đó Phật không có cho đâu. Mà khi nói là nói vậy thôi, theo tôi đoán đúng ý của thế gian, không sai đâu. Bởi vì việc tu phước bố thí cúng dường phải tùy tâm của mình, dù chỉ có 10 đồng thôi, mà trong đó công đức có đầy đủ. Đằng này vẽ ra nói, xin chúng số thì làm này làm nọ, nhưng mà nếu khi được rồi là quên, chưa chắc đã giữ lời hứa. Hồi chưa có tiền thì nguyện vậy đó, có người còn đi mua vé số rồi, về rồi để dưới tượng Phật nữa. Nhưng làm sao mà Phật cho được? May ra nếu có chúng số độc đắc và ý kiến thay đổi liền, bởi tâm cũng vô thường mà. Cũng chút ít thôi, còn bao nhiêu là chuyện này chuyện kia rùm rập, làm theo thế gian pháp, đó là quan niệm của chúng sanh. Bởi vậy không chúng đâu, đừng cầu xin cho phí công. Vì vậy, những chuyện bố thí, tu phước là do tâm lực của mỗi người. Người có đủ tâm lực cúng 100 quan thôi, bằng những người không có tâm lực cúng hàng chục ngàn. Đem so sánh với tâm lực của một người nghèo mà có tâm lực cúng độ chừng 100 quan, thì người cúng hàng chục ngàn kia không bằng. Bằng cớ cụ thể hồi xưa, quý vị nhớ tích bà cụ có 2 đồng tiền mua dầu cúng Phật,
trong khi vua Bimbisara đã tìm thắp đèn. Từ Linh Thiếu Sơn xuống tới kinh thành của vua, bà cụ chỉ có 2 đồng tiền đi xin được. Bà thành tâm mua dầu thắp đèn cúng Phật. Lòng thành của bà cảm thông đến chư Phật, nên ngọn đèn của bà đến sáng vẫn không tắt. Đúng ra với 2 đồng tiền dầu đó chỉ có thể thắp đến canh ba mà thôi, nhưng ngọn đèn của bà cụ thắp tới 5-6 giờ sáng, đến nỗi Đức Phật phải bảo Ngài Mục Kiền Liên đi tắt, mà ngọn đèn đó cũng không tắt. Sau cùng Ngài Mục Kiền Liên, một vị có thần thông đệ nhất, phải dùng vạt y quạt mới tắt. Do đó Đức Phật mới gọi ngọn đèn đó là ngọn đèn công đức vô lậu. Vì bà cụ đem hết tâm thần của mình, sự thành khẩn là điều đáng quan trọng trong việc cúng dường, còn nhà vua thì chỉ thắp đèn vậy thôi, cúng Phật mà không hết tâm. Vì vậy đối với Phật Pháp, phải luôn luôn hiểu chỗ đó, nhưng nói như vậy không có nghĩa là cúng nhiều cũng không có phước, đừng có hiểu lầm như vậy. Nếu cúng nhiều mà hết lòng hết dạ thì phước đức vô lượng vô biên, chính do ở sự tận tâm tận lực đó mà kết quả. 3. Tiền dị thục ký tận. Tiền là trước, dị là khác, thục là chín, nghĩa là khác thời mà chín. Dị thời nhi thục, khác thời mà chín. Dị loại nhi thục, khác loại mà chín. Và biến dị nhi thục là từ khi có cho đến khi chín, nó phải thay đổi, đổi thay. Nói chín có nghĩa là sự chuyển biến ở trong thân mình. Dị thời nhi thục là khác thời mà chín. Thời gian chúng ta sanh ra tạm nói là 1925 đến khi bỏ xác thân này là năm 2000, khác thời mà chín là vậy. Dị loại nhi thục là khác loài mà chín. Khi mình mới sanh ra là một cậu bé hay là một cô bé, đến khi mình già chết, mắt mờ tai điếc, da nhăn máu hốc, khác rồi gọi là khác loài mà chín. Khi mình mới sanh ra thì da khác, mặt khác, mà khi già chết thì cũng cái da đó mà mặt khác, nó có đổi thay khác. Biến dị nhi thục là từ khi sanh ra cho đến khi chết, trong tâm hồn chúng ta thay đổi, đổi thay dễ sợ lắm, cho đến khi mình tắt thở. Tôi nói lại để quý vị nào chưa nghe thì được nghe, còn quý vị nào nghe rồi thì thâm nhập thêm. Chẳng hạn như trái xoài, dị thời nhi thục là khác thời mà chín. Khi mới đậu thành trái xoài, vào khoảng tháng 2 đến khi nó chín thì vào tháng 5, dị thời là khác thời gian. Dị loại nhi thục là khi vừa đậu trái xoài thì trái xoài non, màu xanh, chát hay chua. Nhưng nó diễn biến từ tháng 2 đến tháng 3 cho đến tháng 5, tháng 6. Nó chín thì màu nó vàng.